Trẻ thiếu canxi có biểu hiện gì? Thiếu canxi ngoài dấu hiệu mọc răng chậm, trẻ còn có các biểu hiện khác như là ngủ không ngon giấc, quấy khóc đêm, ra nhiều mồ hôi khi ngủ, tóc rụng sau gáy thành hình vành khăn, trẻ chậm phát triển vận động như chậm biết bò, biết đứng, biết đi. Nếu chỉ có mỗi dấu hiệu tóc vành khăn thì chưa chắc đã phải do thiếu canxi. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần 700mg trên 1 ngày, từ khoảng 4 đến 8 tuổi cần 1000mg trên 1 ngày và từ 9 tuổi trở lên cần 1300mg trên 1 ngày. Các thực phẩm như sữa và những chế phẩm từ sữa như là phô mai, sữa chua chứa chất này dồi dào nhất. Sữa nguyên kem và sữa tươi có hàm lượng canxi như nhau. Ngoài ra, rau lá có màu xanh đậm, hải sản như là tôm, cua, nghêu, cá, đậu là những nguồn cung cấp canxi tự nhiên cho cơ thể. Với trẻ từ 1 tuổi thì bổ sung chế độ ăn với xương cá, nhất là cá hồi đỏ, rất giàu canxi cho trẻ. Một phần ăn khoảng 85g cá hồng cả xương, cung cấp khoảng 180mg canxi, bằng 2/3 lượng canxi trong một cốc sữa đó.